hay nên là tại sao phải tạm ứng. Để chút nữa là hát không hay thì gia đình mình sẽ không cố tay nữa. Tuấn Anh thì em Tuấn Anh cũng rất là hân hạnh khi được cùng chung vui cùng với gia đình mình ạ. Trong năm chỉ có một ngày chỉ có một giờ này thôi đúng không ạ? Trên chuyến đi này của chúng ta thì Tuấn Anh rất là hân hạnh. Dạ. Em Tuấn Anh bởi vì sao Tuấn Anh bảo Tuấn Anh hát không hay mà nên đôi khi nha, cái đạo cụ chuẩn bị bây giờ cũng phải đầy đủ. Quá hay. Một người thật lòng dẫu trời mấy mông anh nhớ em. Chị kia về vẫn có đây sao chắc số vô tình. Em ơi lên Nhật Thái thì cứ ngồi luôn đi mới hay nữa. Bình yên trên mái nhà đời ngược sau em còn có đàn không phải không. Đang nhìn cửa sau khoảng tầm tối, một mai anh lỡ vấp ngã trên đời hai lối. Về anh người chẳng khiến em lẻ loi. Gia đình mình muốn nghe tiếp lời hai đúng không ạ? Muốn nghe rồi đánh giáp đúng không ạ? Em xin cảm ơn gia đình mình rất là nhiều. Cả gia đình mình làm rồi đánh run quá. Rồi anh chưa giờ thể hiện ca khúc này chưa ai nghe lắm. Em có vẻ em xem hết những suy tư mà hết hành trang như lời sóng cổ để sóng biển di cư anh cả lên trên không có thể về mà cái kiếp như thủy hử chẳng thể được em như một cô gái sóng đấm trên những thủy dữ ta thành được lòng thay thể cho anh tôi không khác gì đâu em chẳng bận lòng em chẳng để nói từ có khác gì nhau trên sau cảnh điểm nét mờ mờ dẫu xa như lời sau vui. Một bò rơi đoạn đường về nhà thật buồn em ơi. Dòng người vội vàng rơi đến tình ơi. Tình ơi em ở đâu rồi. Lặng nhìn bờ vai xưa tựa đầu mình hỏi dòng phố trước. Đành lòng chẳng dần. Đừng đi, đừng đi, đừng đi vì câu hứa. Trời ban anh sáng năm tháng tư mười. Sáng ai về chung lối. Em quên câu thề, chỉ còn lại nhớ cho tình đã vụn vỡ.